Chào mừng các em đến với chương trình học trên truyền hình do Sở Dục Đào tạo Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Phạm Quốc Thành, đến từ trường Trung học Phổ thông Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hôm nay, thầy đến với các em qua cái chủ đề ôn tập về đại cương kim loại. Chủ đề ôn tập về đại cương kim loại của chúng ta thì gồm có 6 nội dung. Thứ nhất là vị trí cấu tạo, thứ hai là tính chất vật lý, thứ ba là giải điện hóa, thứ tư là tính chất hóa học, thứ năm là ăn mòn kim loại và thứ sáu là điều chế kim loại. Trước tiên chúng ta cùng ôn lại phần vị trí và cấu tạo của kim loại. Chúng ta đã biết rằng bảng tuần hoàn hiện nay có khoảng 90 nguyên tố kim loại được phân bố ở nhóm 1A trừ hydro, nhóm 2A, nhóm 3A trừ bo, một phần các nhóm 4A, 5A, 6A và toàn bộ các nhóm B cùng với hai họ lantan và actinic. Về cấu tạo nguyên tử của kim loại thì chúng ta cần nắm nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng. Bán kính nguyên tử của kim loại lớn hơn trong khi điện tích hạt nhân thì nhỏ hơn so với phi kim cùng chu kỳ. Về cấu tạo tinh thể kim loại là các kim loại thì hầu hết đều có cấu trúc tinh thể ở điều kiện thường, trừ thủy ngân. Kể điều kiện thường, thủy ngân là chất lỏng. Liên kết trong kim loại đó là liên kết được hình thành giữa nguyên tử và ion trong tinh thể kim loại do sự tham gia của các electron tự do. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần tính chất vật lý của kim loại. Kim loại có những tính chất vật lý chung như sau. Ở nhiệt độ thường thì hầu hết kim loại là chất rắn, trừ thủy ngân. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn điện. Ở tính dẫn điện thì các em lưu ý, bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Tiếp theo là đồng, vàng, nhôm và sắt. Tính chất chung của kim loại nữa là tính dẫn nhiệt và ánh kim. Nguyên nhân chủ yếu để gây ra những cái tính chất vật lý chung của kim loại đó là các electron tự do. Ngoài ra thì kim loại còn có những tính chất vật lý khác mà nguyên nhân chủ yếu không do các electron tự do. Chúng ta phải nhớ bao gồm tính cứng. Kim loại cứng nhất là crom. Kim loại mềm nhất là cc. Về khối lượng riêng, kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là oxymi. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là liti. Về nhiệt độ nóng chảy, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram và kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân. Tính chất vật lý của kim loại thì rất thường được đề cập trong các cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm gần đây. Các em tham khảo một số câu trắc nghiệm minh họa. Thí dụ, câu số 1 được trích từ đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Hỏi rằng kim loại dẫn điện tốt nhất là. Và nếu các em đã tóm tắt được ở cái nội dung về tính chất kim loại ở trên thì chúng ta dễ dàng chúng ta trả lời được kim loại đó là bạc. Thí dụ như câu thứ 2 được trích từ đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Và chúng ta cũng dễ dàng xác định được đó là thủy ngân. Ở đề Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 có một câu hỏi, người ta còn hỏi đến cả hai cái tính chất vật lý của kim loại. Đó là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là li ti, kim loại cứng nhất là crom. Và chúng ta thấy rằng cả hai cái phát biểu này đều đúng so với kiến thức của chúng ta vừa học xong. Chúng ta trở lại với những nội dung chính trong cái phần ôn tập. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn về giải điện hóa của kim loại. Giải điện hóa mà chúng ta được học trong lớp 12 bao gồm
12 cặp oxy hóa khử của kim loại. Ở đây thì chia thành 3 nhóm. Các em thấy rõ nhóm đầu tiên nó bao gồm kali, natri, magie và nhôm. Chúng ta gọi là những nhóm những kim loại mạnh. Nhóm thứ hai bao gồm các cặp oxy hóa khử của kẽm, sắt, niken, thiết, chì. Và nhóm thứ ba là nhóm những cặp oxy hóa khử đứng sau hydro bao gồm đồng, bạc, vàng. Chúng ta cần phải lưu ý là giải điện hóa được sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính khử của các kim loại và tăng dần tính oxy hóa của các ion kim loại. Và các cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia cũng rất thường xuyên khai thác về cái độ mạnh hay yếu của tính khử kim loại hoặc là độ mạnh yếu tính oxy hóa của các ion kim loại. Chúng ta cần quan tâm kỹ vấn đề đó. Chúng ta cũng cần lưu ý đến quy tắc phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử. Đó là chất oxy hóa mạnh hơn sẽ oxy hóa chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxy hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. Giải điện hóa của kim loại giống như là một sợi chỉ xuyên suốt cái quá trình học về kim loại của chúng ta. Cho nên rất thường được đề cập trong các cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia gần đây. Các em tham khảo một số câu hỏi minh họa. Câu 1 được trích từ đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Kim loại nào dưới đây có tính khử mạnh nhất? Và nếu như chúng ta học kỹ giải điện hóa, chúng ta rất dễ trả lời được rằng kim loại đó là nhôm. Ở câu thứ 2 được trích từ đề minh họa năm 2020, đó là kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Và chúng ta dễ dàng trả lời được, đó là kim loại bạc. Và trên cơ sở đó, thầy đề xuất chúng ta sẽ quan tâm tới những ion kim loại có tính oxy hóa yếu nhất hay những ion kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất được đề cập ở câu số 3 và câu số 4. Chúng ta tiếp tục trở về để ôn tập các cái nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo, thầy trò chúng ta sẽ cùng ôn lại cái tính chất hóa học của kim loại. Do nguyên tử kim loại dễ nhường electron, cho nên tính chất hóa học của kim loại là tính khử. Trước tiên, chúng ta nhắc đến các phi kim. Chúng ta lấy đại diện cho các phi kim là clo. Clo có thể oxy hóa hầu hết các kim loại. Và đặc biệt với sắt thì clo đưa sắt lên mức oxy hóa cộng 3. Với oxy cũng oxy hóa được hầu hết các kim loại, tạo ra các cái oxit tương ứng. Đối với lưu huỳnh thì lưu huỳnh oxy hóa được nhiều kim loại ở nhiệt độ cao. Nhưng ở đây có một điểm đặc biệt các em cần phải quan tâm, đó là thủy ngân mặc dù là một kim loại yếu có thể khử được lưu huỳnh ngay ở điều kiện thường. Chất tiếp theo oxy hóa được kim loại chúng ta đề cập đến là các axit. Về axit chia làm hai loại. Một loại là tính oxy hóa thể hiện ở ion H cộng mà tiêu biểu là axit clohydric và axit sulfuric loãng. Hai axit này tác dụng được với các kim loại đứng trước hydro, nên các kim loại đứng sau hydro không phản ứng. Và các axit này khi oxy hóa kim loại thì giải phóng khí hydro. Ở đây có cái ranh giới giữa những chất phản ứng được và những chất không phản ứng được. Và chính là điểm mà sau này các câu hỏi trắc nghiệm thường dựa vào đó để hỏi chúng ta. Cho nên các em cố gắng để ý. Cái nhóm thứ hai là các cái axit mà cái tính oxy hóa của nó thể hiện ở nguyên tử nitơ cộng 5 và nguyên tử lưu huỳnh cộng 6. Đó là axit nitric và axit sulfuric đặc nóng. Đối với nhóm axit này tác dụng được hầu hết các kim loại kể cả đồng và bạc. Chúng ta trừ vàng
bạch kim. Ở đây nitơ cộng 5 và lưu huỳnh cộng 6 bị khử xuống các mức oxy hóa thấp hơn tùy vào độ mạnh của kim loại và độ đặc loãng của các axit. Thí dụ chúng ta thấy đồng có thể khử được axit nitric thành khí NO, đồng có thể khử axit sulfuric đặc nóng thành khí sulfuric. Chúng ta lưu ý ở đây sắt có thể bị oxy hóa đến mức cộng 3. Sắt, nhôm, crom bị thụ động hóa trong axit nitric đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội. Chất tiếp theo có thể oxy hóa được kim loại, chúng ta đề cập đến nước. Đối với nước thì chỉ các kim loại ở nhóm 1A và các kim loại ở nhóm 2A như bari, strontium, canxi thì tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường. Khi các kim loại khử nước thì sẽ giải phóng ra khí hydro. Các kim loại khác thì khử nước chậm hoặc phải khử nước ở nhiệt độ cao hoặc là không phản ứng. Chất cuối cùng chúng ta đề cập đến có khả năng oxy hóa được kim loại, đó là dung dịch muối. Dung dịch muối thì phản ứng với kim loại theo quy tắc của hai cặp oxy hóa khử mà chúng ta đã đề cập trong giải điện hóa. Thí dụ kẽm có thể khử được đồng 2 cộng trong dung dịch để tạo thành kẽm 2 cộng và đồng. Tính chất hóa học của kim loại là đặc biệt quan trọng, cho nên nó được đề cập rất là nhiều trong các câu hỏi ở các đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thầy lấy thí dụ câu 1 được trích từ đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, kim loại sắt bị thụ động hóa bởi dung dịch. Và khi chúng ta nắm rõ cái ý rằng là những dung dịch nào có thể làm thụ động hóa, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này dễ dàng, đó là axit nitric đặc nguội. Câu thứ hai cũng được trích trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, dung dịch nào sau đây tác dụng được với đồng? Và như lúc nãy thầy có nói, cái ranh giới giữa những kim loại phản ứng được và không phản ứng được chính là cái mảnh đất mà sau này các câu hỏi trắc nghiệm có thể khai thác. Ở đây nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta sẽ trả lời được dung dịch tác dụng được với đồng chỉ có thể là axit nitric loãng. Câu thứ ba được trích trong đề trung học phổ thông quốc gia năm 2018, ở nhiệt độ thường sắt tác dụng được với dung dịch nào? Và chúng ta sau khi hệ thống hóa được kiến thức của kim loại phản ứng với các chất, chúng ta cũng dễ dàng chọn được chính là dung dịch natri cloro. Câu thứ ba được lấy từ đề trung học phổ thông quốc gia 2018, ở nhiệt độ thường sắt tác dụng được với dung dịch. Ở đây nếu chúng ta hệ thống hóa được rõ ràng kiến thức về tính chất hóa học của kim loại, chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án, đó chính là đồng 2 cloro. Câu thứ 4 được trích từ đề trung học phổ thông quốc gia 2019, kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? Và như hồi nãy chúng ta cũng đã tóm tắt lại, đó chính là natri. Câu thứ 5, kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch axit chlorhydric? Và đó là các kim loại thuộc nhóm thứ 3 trong giải điện hóa, chúng ta chọn bạc. Ở câu thứ 6, đề minh họa năm 2020 đã đề cập tới, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường? Và chúng ta cũng chọn được đáp án là natri. Chúng ta tiếp tục ôn tập đến những nội dung tiếp theo. Ăn mòn kim loại. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do sự tác dụng của các chất có ở trong môi trường. Chúng ta có hai loại ăn mòn kim loại chính, đó là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Ăn mòn hóa học bản chất là quá trình oxy hóa khử, trong đó electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường và không phát sinh dòng điện. Ăn mòn điện hóa học bản chất cũng là quá trình oxy hóa khử,
có kèm theo sự phát sinh dòng điện. Và để xảy ra sự ăn mòn điện hóa học, chúng ta cần 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đó là phải có các điện cực khác nhau về bản chất. Có thể đó là hai kim loại, có thể đó là kim loại và phi kim. Phi kim chúng ta thường gặp đó là carbon. Điều kiện thứ hai là hai điện cực phải tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều kiện thứ ba là các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. Đây là ba điều kiện cần để xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học. Và do đó, các đề thi cũng thường khai thác vào yếu tố này để xem chúng ta có xác định được có phải ở đó xảy ra ăn mòn điện hóa học hay không. Về các biện pháp chống ăn mòn, chúng ta có hai biện pháp chính. Biện pháp thứ nhất là các phương pháp bảo vệ bề mặt. Các phương pháp bảo vệ bề mặt bao gồm bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men. Và các em lưu ý trong trường hợp này, sắt nếu có tráng kẽm hoặc tráng thiết, hoặc mạ niken hoặc mạ crôm thì đều là những phương pháp để bảo vệ bề mặt. Phương pháp thứ hai là phương pháp điện hóa. Nội dung của phương pháp điện hóa là chúng ta sử dụng một kim loại có tính khử mạnh hơn để làm anode thay cho kim loại cần bảo vệ. Vấn đề ăn mòn kim loại cũng thường được khai thác trong các câu hỏi trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia gần đây. Các em có thể tham khảo những câu hỏi dưới đây. Câu 1 được trích từ đề Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Chúng ta phân tích lựa chọn A, nhúng thanh kẽm vào dung dịch hỗn hợp gồm axit sulfuric và đồng sulfat. Ở đây sẽ xảy ra phản ứng giữa kẽm và đồng 2 cộng để tạo ra hai điện cực và thỏa mãn 3 điều kiện ăn mòn điện hóa. Ở lựa chọn C, để đinh sắt làm bằng thép carbon, như vậy có hai điện cực tiếp xúc với nhau. Để trong không khí ẩm, như vậy sẽ có dung dịch điện ly, sẽ thỏa mãn điều kiện ăn mòn điện hóa. Ở lựa chọn D, nhúng thanh sắt bằng thép carbon cũng có hai điện cực vào dung dịch axit sulfuric loãng là chất điện ly. Như vậy, chỉ còn lựa chọn B là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Như câu 2 được trích từ đề minh họa năm 2020, phát biểu nào sau đây sai? Ở lựa chọn A, nhúng dây thép vào dung dịch axit chlorhydric có xảy ra ăn mòn điện hóa học. Chúng ta thấy dây thép là hợp kim của carbon và sắt. Như vậy, nó đã có hai điện cực và dung dịch axit chlorhydric đóng vai trò là dung dịch điện ly. Như vậy là thỏa mãn điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa. Ở lựa chọn B, nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit bảo vệ. Thì vấn đề này chúng ta đã học ở trong bài nhôm, và chúng ta cũng đã khẳng định nhôm bền là do có lớp màng nhôm oxit bảo vệ. Ở lựa chọn D, kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa. Chúng ta biết rằng kim loại natri có tính khử rất mạnh, cho nên nếu chúng ta không bảo quản trong dầu hỏa thì natri sẽ bị các chất ở trong môi trường oxy hóa. Và do đó, chỉ còn lựa chọn C là phát biểu sai. Đáp án là câu C. Phần cuối cùng, thầy trò chúng ta cùng nhau ôn tập lại, đó là điều chế kim loại. Nguyên tắc để điều chế kim loại là khử các ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. Và dựa trên nguyên tắc đó, chúng ta có 3 phương pháp cơ bản. Phương pháp thứ nhất là phương pháp nhiệt luyện. Nội dung của phương pháp nhiệt luyện, chúng ta dùng các chất khử mạnh như carbon monoxide, như hydro và các kim loại hoạt động để khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao. Thí dụ, chúng ta muốn điều chế sắt từ sắt 3 oxit, chúng ta có thể dùng chất khử là khí carbon monoxide. Phương pháp này chủ yếu để điều chế các kim loại có tính khử trung bình và yếu.
Phương pháp thủy luyện. Phương pháp thủy luyện nguyên tắc là dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion của kim loại có tính khử yếu hơn trong dung dịch muối. Thí dụ chúng ta muốn điều chế kim loại bạc, chúng ta có thể dùng kim loại kẽm để khử ion bạc 1 cộng trong dung dịch bạc nitrat. Phương pháp này chủ yếu điều chế các kim loại có tính khử yếu. Phương pháp thứ ba là phương pháp điện phân. Điện phân thì chúng ta có điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy là dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại trong hợp chất ở trạng thái nóng chảy. Và phương pháp này chúng ta điều chế được các kim loại có tính khử mạnh. Đó là những kim loại ở nhóm đầu trong giải điện hóa mà chúng ta đã đề cập. Thí dụ chúng ta muốn điều chế nhôm thì thường sẽ dùng cách là điện phân nhôm oxit nóng chảy. Phương pháp điện phân dung dịch là dùng dòng điện một chiều để khử ion kim loại trong dung dịch muối. Và phương pháp này chúng ta điều chế được những kim loại có tính khử trung bình và yếu. Thí dụ muốn điều chế đồng, chúng ta có thể điện phân dung dịch đồng 2 cloro. Đối với phương pháp điện phân thì chúng ta cần nắm về cái biểu thức của định luật Faraday. M bằng AIT chia NF. Với M là khối lượng chất thu được ở điện cực, A là khối lượng mol của chất thu được ở điện cực, N là số electron mà ion hạt nguyên tử cho nhận, Y là cường độ dòng điện tính bằng ampere, T là thời gian tính bằng giây, và F là hằng số Faraday, giá trị là bằng 96.500. Phần điều chế kim loại cũng có tần số xuất hiện thường xuyên trong các cái đề thi trung học phổ thông quốc gia những năm gần đây. Các em có thể tham khảo một số câu hỏi như sau. Câu 1 được trích từ đề trung học phổ thông quốc gia 2019. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? Và như tóm tắt lúc nãy, chúng ta xác định được ngay đó là đập. Câu 2 cũng được trích từ đề trung học phổ thông quốc gia 2019. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Chúng ta thấy rằng cái phương pháp điện phân nóng chảy là phương pháp đặc trưng để điều chế ra những kim loại ở nhóm đầu, đó là đáp án là natri. Câu thứ 3 cũng được trích ra từ đề trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là khí CO? Trong 4 đáp án thì chúng ta có đáp án B, đó là cái kim loại yếu đồng. Đặc biệt đề thi minh họa năm 2020 cũng đề cập đến vấn đề điều chế kim loại. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Và như chúng ta thấy rõ, phương pháp nhiệt luyện thì không thể điều chế magie, natri hay nhôm được rồi. Đó là dùng để điều chế sắt. Đáp án là B. Và chúng ta thấy rằng là cái câu hỏi tương tự như đề minh họa năm 2020 cũng đã từng xuất hiện trong đề thi năm 2019. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Và đáp án của chúng ta vẫn là sạch. Đó là những nội dung về đại cương kim loại mà thầy vừa cùng với các em ôn tập lại. Mong rằng trong thời gian tới các em sẽ cố gắng tự hoàn thiện hơn nữa để đạt được thành tích cao trong năm học 2019-2020. Xin chào tạm biệt các em.